quá chừng. Chị Ngọc Lan chỉ mê quá, chị xuống dưới đây bao nhiêu lần, có bao giờ chị thấy được cái đứa tiếp của em đâu. Thì bây giờ xuống đi. Chị muốn đi lắm mà kẹt cái lắc kia. Chị nói vậy, vậy mà mình heo gà vịt ngỗng vậy đó, mà mình dẫn nó lên trển thăm chị biết bao nhiêu lần rồi. Cho nó uống vậy giúp thuốc ngủ. Rồi em nói chở qua Linh đó, gửi cho Linh đó, rồi chỉ đi xe đò xuống đi chơi. Ủa, kêu Linh xuống ở nhà chỉ một ngày hai ngày. Nhưng mà ở nó có Linh có hai con chó. Thì dẫn hai chó xuống đây. Thiếu gì option. Nói lẹ nhất là chỉ gửi đem chỉ gửi nó, gửi con Lucky đó. Chị nói em khổ, cực khổ, nhưng mà có gà vịt ngỗng mà em vẫn còn đi chơi được, còn chỉ là không đi được. À chị đang có chuông cho bự bự chứ sao, rào bự bự chút để đồ ăn nó cho nhiều. Chị kia chở nó đi theo, chị nói tại nó già rồi. Con boy chị lắm kia của chị nó già rồi. Già nó phải là cái tuổi đâu. Già là không lẽ nhốt của nhà hoài bốn cái tường. Má, mà chú cũng già vậy. Từng còn đi chơi hai lần nữa. Em là em mới nói là em vô đi về cái tuổi già của chị. Giờ đó con cái có ba đứa, rồi tụi nó sẽ có vợ có chồng, rồi cái sau này vợ ở đâu, đúng không? À, chị cũng muốn làm cái gánh nặng cho con cái mình hay không? Hay chị tự mình muốn? À, em nói mẹ thà chị làm gánh nặng đó, thì chị làm gánh nặng cái không có gánh cho khác, tìm tự mình tìm cái niềm vui cho chính bản thân mình. Tự mình em nói chứ gì? Chứ không nổi nữa thì còn giờ mới thế thôi. Nó có dồi nước, nó có bây giờ nó sẽ chế ra Apple sẽ chế ra cái điện thoại thông minh. Bây giờ nó biểu hôm nay nó giờ biểu nó chùi đít, nó đi chùi đít cho chị, đúng không? Chị có lo rồi đó nha, em nói thì chị lo chị cũng ớn ớn rồi đó. Giờ biến mình thành sugar mommy đi, cứ nào để trẻ dài 30 tuổi nữa thì biết cho rồi. Chùi đến bắt chùi hoài làm sao, không lưng làm sao. Ơi cái cảnh tiết nó đẹp quá mà em chỉ đứng nhìn ở xa mà em nhìn em ngắm thôi chứ em không có dám lên. Leo lên, trèo lên tới bên đó rồi đi xuống rồi mò xuống đi lên thẳng. Chạy thẳng hoài chừng 2 tiếng tới được không? Dạ. Không tới 2 tiếng. Không tới 2 tiếng đâu. Mình lấy đi đường nào tình chạy lên khúc, chạy lên nửa tiếng rồi là mình xếp. Ừ, cái đó là, cái đó, núi đó cái bao đi đó là anh phải đi nhà cáp lên chứ không phải như cái Big Bear. Thì mình giống như nhà cáp mà leo lên đỉnh chi. Đứng như trên núi giờ lên cũng được rồi. Vậy anh chạy lên trên cái Arrowhead á, nó không có tuyết, nó không có tuyết, nó lưng chừng núi thôi à, mà cảnh đẹp lắm, mình nhìn thấy cái núi tuyết thì mình không có leo lên đó. Người nào mà không, người mà đó giờ không có lang bang, không biết thằng này không biết kia thì đừng nói biết đàn ông. Thôi em không có lang bang, không có lang bang, em không biết nghe. Kệ đó, ai nói ngu thì mình cũng chịu, mình ngu đi còn hơn cái nói mình khôn quá. Một người cũng đủ rồi. Mình thấy happy là nó happy. Còn á, nhiều người ta vỗ ngực tự hào. Hồi xưa á, là tao biết bao nhiêu người theo đuổi người này nguyên của danh sách ra kéo nhân dương làm cái rẹt. Cái chục người, hai chục người mà đuổi là nó ai? Không biết. Nhiều người á, ta thấy đẹp á, thấy tự hào, tôi thấy đẹp rồi phải ráng sửa những cái đức hạnh, những cái gì cũng phải giống người ta, rồi làm một cái tiêu chuẩn, làm cái khuôn mẫu. Xưa là mắc đầy lắm nha, là không có kiểu mà thùng rỗng như to, là có
giờ biết đẹp là gì, đẹp xấu là gì, chẳng biết cái đẹp có đẹp trong tâm hồn. Thì đối với má thì má nghĩ vậy, má em nghĩ vậy, nghĩ như vậy. Ý rưỡi nó sale là 11:30 ngày này. Tuần nào thứ ba chị cũng ở đứng ở đó đúng 11:30. Cái bữa đó nó không thèm sale, nó đợi cho tới 1:30 nó mới sale. Chị ức quá, cái lúc giờ rảnh 2 tiếng đồng hồ chứ đợi đó, cái chị chạy qua chỗ khác trở về nó mới sale, cái chị không mua hút. Rồi thắng. Em nó cút trao, nó cút mờ mờ ảo ảo sau cái ánh đèn. Thì chứ mà em đi xe này đó, em quay phim á nó dễ hơn, nó dễ hơn đi chứ Mustang á nó nhảy nó tưng nó dễ quá rồi. Cái ghế thì nó cứng ngắc, không im ái chút nào hết. Ở trên chị Lan á là đồng bằng á là chỉ chở cái khúc mà vừa qua khỏi cái đường 152 á, thì chạy lên á thì nó còn có cái đồi xanh đồ này nọ, vừa qua khỏi Onifi cái chỗ cái lake đó, cái hồ đó là thôi là mấy cái nó không có đồi núi, gần qua khỏi view rồi ít có thấy đồi núi nữa. Cái lần đó lên Diệu nó chở đi lên chỗ Los Gatos gì đó, Los Gatos cái chỗ cái nhà của cái ông chủ tịch cái hội Hoa Lan trên đó đó, thì là em thấy không có đồi núi còn cái đẹp, còn cái đồng bằng á kiểu mà đồng bằng phẳng như San Jose giống y chang như cái thành phố Houston vậy đó, nó flat y như là kiểu mà chung cư ấy, không có chung cư, cái chỗ mà mấy cái mặt măng nhỏ nhỏ với chung cư thì nó cũng hơi lớn chút hơn, cái này nó nhỏ lè này là nè chán chết. Em nói
rồi, cũng cả 9 tháng 10 ngày mới lọt ra thì chết mấy hôm trời quá, 9 giờ mới 10 phút rồi thì nổ không biết ra hết, phải. Xì xì đó, chút thì nó tắt lửa thôi, đau lắm cũng được đâu. Em sợ cái nước anh Hà tiện lắm, em không muốn đâu. Anh lo là lo chứ mà bấm không hả là hút cái rồi nó tan hàng nó đi về hết, nó bước nào nó để ý nữa đâu mà 20.000 á. Con bé mình ngồi thấy khói bốc lên ngồi nghiền ngẫm kỹ ra chuyện ngày xưa. Thôi em xin gửi anh á, trở anh cứ gửi anh trở về cái sông Hằng để cho mà anh ngồi anh nghiền ngẫm đó cái việc đó nha. Lúc này đó nhờ cái vụ mà Central Divider, tức là cái chính giữa này nè, ủi vô này nè, giờ nó làm cao hơn rồi, buổi tối nó đỡ chói mắt. À, cái bãi đồi phía trước đó là Hacienda Hay, chỗ đó là có chùa, tức là chùa Đài Loan á, chùa Diệu Pháp Hacienda Hay Boulevard. Làm nhiều lần á, nó là mình thì có tiền thiệt á, nhưng mà nó cứ thằng vừa kia hối gấp gáp ở trong cái chỗ này, nó có chỗ rộng rãi để làm không có đủ chỗ. Dạ bây giờ mấy cái bao kia nó đã đổ xong rồi thì nó đem để mấy cái bao nghe nó nó làm vậy nó tiện hơn, còn cái mình cứ chút chút đi làm việc mà mình đâu có thời giờ đâu, mình làm nhiều mà nói chứ nó khoan, nó cũng không có khoan được nhiều lỗ một ngày đâu.
60 X Indio. Đó, bên này là Freeway 57 với 60 nó cắt nhau. Đó, đường hướng về hướng đông của Freeway Indio. Bên tay phải đó là Diamond Bar. Đó. Bên tay trái đó nó là hiện bây giờ nó là Walnut. City of Walnut. Thấy cái màu body là cái nơi nối tiếp cái đó. Nếu mà ở đây mình chạy 60 về gặp đường Archibo, Asset Archibo, gạo trái là đi thẳng lên tuốt lên núi đó luôn. Hay là đi đường mountain nó cũng tới. Nhưng mà tới đó là chỉ có mấy cái đường mòn để cho đi bộ, đi chơi thôi. Chứ còn á, không có leo lên núi tuyết, từ đây đi trượt tuyết đâu. Đó, nguyên một cái đồi đẻ núi đẹp đẽ đó. Một cái bên đây nó đồi nhọn quá, do nó cháy quá thành ra thông nó không có còn để mà nó giữ tuyết. Cho nên nó chảy ta xuống dưới mấy cái reservoir, những cái hồ chứa nước. Lúc này nó xây thêm hồ chứa nước đó nha, nó xin cái bên trên rồi nó xây đóng thuế cho giữ rồi ông nọ bỏ cái tiền túi ông kia rồi thôi, dần khổ. À, Freeway 57 này nó chạy tới một phút nữa là tới xanh cuối cùng, đó là cái Sandy Moss. Tới cái Sandy Moss thì giữa 74 với 57 nó có cái trường đại học nổi tiếng là Polytechnic Pomona. Nó chuyên môn dạy kỹ sư cái ngành kiến trúc rồi này kia. Đó, một màu trắng tuyết tuyết mơ. Núi tuyết đó là ở trên Lancaster Pondale rồi, nhìn thấy rõ lắm. Nó ngăn giữa cái kênh cái gì Ventura County với lại LA County với là San Bernardino. Đó, cái con vàng vàng á, trên cái thảm cỏ xanh đó là cái thung lũng hoa vàng của bên San Jose nó có đó. Là cái cây đó là cái cây vàng vàng đó là cái cây cải trời đó, hoa cải trời. Hay là cái cây đó nó cũng cái hạt nó lấy làm cái mù tạt. Năm nay mưa nhiều đó, cây có bụi tốt đó. Cây có bụi tốt rồi, tốt lắm rồi hết chị Hải ấy nha. Chị á là cái gì á nhà chị trồng được thì em trồng không được, mà cái gì nhà chị là không có được thì em có. Chị hỏi chứ kêu thêm ví dụ đi nó thì á, giờ chị nuôi ông chồng chị là không được mà em thì nuôi được, đúng không? Là chị đó là men là không được, no. em ghẹo chị nên là không được đó. Thanh long, long thì không chị là không có long luôn. Rồi sao nó lạ, thanh long trồng nó có hoa không có trái gì, nó quất đó, kẹo chỉ vậy đó. Mình cười hí hí ha ha. Mà công nhận chứ cái cây của chị này có trái á. Bây giờ là cái cây nó là lưỡng tính nha, cái cây gốc á là vừa cái vừa đực luôn á, thì nó có trái dài lắm. Còn trong khi á, cái cây mà đực hoặc cái không á, nó chỉ có bông theo mùa của nó thôi. Thì em nói vậy mai mốt thì em cắt cái cây lưỡng tính ra, em kim nhánh ra em trồng thêm. Không? Nó khỏi phải chơi lỡ mà em không chấm rồi, chứ nó chứ không chấm thì trái nó không to. Thì giờ lên internet được check lại mùa nào mà cắt nhánh không ghim. Thì bây giờ là chỉ cắt nhánh chỉ ghim rồi đó. Biết qua rồi chỉ trồng thêm, bên màu rồi cứ lớn lên rồi cái cắt ngang thép cái nhánh nó vô. Không cần biết cái hộp nó lên là cái hộp nào, không cần biết. Chỉ nhét cái tượng của nó vô là được rồi. Bà cắt qua bỏ cái cây đó đó rồi á, bây giờ nó lại xuyên ra trái, giờ bắt đầu bà khoái rồi. Bà nói chứ bà không, nói chứ mi không biết, mi không biết cái thằng này á biết sao nó lại ra trái. Em nói thằng hay con? Thằng nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Em hỏi thằng hay con, bà nói chứ ai biết là thằng hay con mà nó cứ ra hoa rồi mi cứ chấm.
này đó là Big Bear Mountain, nó có cái Arrowhead luôn, nó có cái suối Arrowhead luôn. Bên ngay giữa đỉnh cầu đó thì nó có một cái chỗ hơi, nó hơi nhạt nhạt chút xíu, lạc lạc màu chút xíu đó, nó mờ mờ, đó là cái đỉnh núi của Palm Springs. Đó, trên đó muốn đi lên trực tiếp đó là phải dùng cái dây cable, những dây cáp, cọng cáp nó treo, chụp cái cáp treo leo lên đó. Không có cable rồi, chuẩn bị làm cái chuyện đó là không có làm luôn. Đi giữa chừng, kéo lên giữa chừng mà nó ngưng giữa chừng, nó treo lơ lửng, trời ơi, trời ơi, chết đi. Em chết chắc lắm. Rồi, em núi rừng những ngày mưa đã tạnh rồi á, nó trong veo, cái bầu trời nó không có một cái đám mây mà bay mờ mờ. À, đường Pro. Rồi. Em cầm kia điện thoại của em gọi lên hỏi chị Hải có nhà không? Chị Hải có thì mình mới chui vô. À, có thì mình chui vô đây chứ mà chị với rồi chứ nói là bây giờ mà tao đâu có cần là giấy rồi, tao cần là hai mẹ con của Lisa đi là được rồi. À, mình chết. À, hướng về hướng upland nè. Giờ thấy cái xe rắc của bả là bỏ chạy liền. Giờ kêu chị Hải để chị Hải về nhà đi, đừng có đi ra đây. Còn bên tiên sinh với mình, anh Liên dặn vậy đó. Cái này là mên xôi à, 4 đồng mắc không mua. Mình không cần cái đó. Cái cây này sao không có cây nào có bông hết, có bông hoa hết. À, Snapdragon 7 đồng một cây, giật tiền. Sức mấy mà mua. À, cái cây bốc à. Bảy đồng. Lên giá hết trơn là nhanh, 7-8 đồng hết. Cái mùa thu của cái mùa này đó, mùa cuối đông rồi, đầu xuân nó. Không chưa, đem vô coi. Hello. Mấy cây sắc lình ở đây 5 đồng cây, trúc chẹt kìa nè. Một cái cây cắm xuống giờ hơi. Thôi. Tôi xem thôi. Ở đây 4 đồng cây coi, nhỏ này nè. Nuôi rồi nó cũng mau lớn cái mò. Nó ghép gì cái đó. Cái bông cái cây cái nhánh thanh long thì xanh mà ở trên nó ghép cái bông cục đỏ ghê. Cô dùng nó lấy thanh long nó nhiếp đó mà. Thì đó nhánh thanh long đó chứ đâu phải đâu. Chị Hải giờ chị cũng bắt chước chị làm đấy. Ủa? Lúc trước ở đây là nói nó cái crop thorn nó trồng và nó bán ở đây nè, nhưng mà cái crop thorn là cây bắc tiên á, 27 đồng một chậu trúc chét kia mà 27 đồng, ai mà mua. Đây là những cây này là cái cây bắc tiên mà loại nhỏ nè, 15 đồng cây nè, 15 đồng cây. Cây này một cây màu đỏ, cây này nhà mình có. Cây này đó 11 đồng, cây mắc dịch này 11 đồng đây, đâu có cái gì đâu. Đâu không ớt chứ không ớt chứ khỉ anh cho có cây trước cửa nhà mình 27 đồng con á, mình có con có mấy con mình đã bao nhiêu con này làm biếng phải con chắp tay này mới được. Phải ai với là Phật mới được hả? Đây này bạn anh nè, cái gì đó anh chắp mặt sệ đó. Em coi nó có cái gì, em coi chơi thôi. Nó đi không biết cà thọt nó giờ đó nó cứ dịch thiệt cái chân đau quá. Nhưng mà sợ chị Hải chứ đi chứ mua hết rồi mình không còn gì mình mua.
35 đồng một cây. Cây này cái gì, cây rít không? Phua trời. Phua trời cũng được nè. Cây này, cây này, cây này là gì? Em tên gì hả hỡi em? Bacon thì cũng được. Coi coi. Cô hoa nữa. Bơ này quá mình nói được, mình mua phô trề hoặc là bacon thôi. 35 đồng. Mexicola nè. Mexicola này được nè anh. Cái này là nó vỏ nó màu tím á. Được, nó qua một mùa rồi thì cũng đỡ cho mình. Nè, cái đó nó đâu qua một mùa rồi mình đi mình mua cái Mexicola tại nó cũng khó mà rồi. Còn ba cây đang. Ba cây gì? Cũng cùng một size của nó đó. Ba cây còn cái Yutano nó có nhiều này, nó ở lô nó có nhiều loại hơn cái kia, cái cây của mình. Để đảo cho em coi coi. Đi mà thấy người nào thấy mà nhúc nhích di động đó mà không thấy là biết là chị Hải rồi, chứ Lisa nó cao hơn. Không phải ngang ngắn gì. Cái nhượng á nó bị giống như bị ai khất nhượng vậy, nó cắt cái gân đó vậy. Đây nè, đây giá rẻ nè, đó, tôi ăn cái cô chỉ đó, đó, đây nè. Ông bò anh đâu, coi coi. Star Jasmine. Đó là cây Star Jasmine. Star Jasmine thì mình không có mua đâu. You know how much they sell for? How much they sell for this? I don't know. No, this is a clearance solar. Oh, see, I keep receiving. Oh, 1999. 50% off, so $10. It's no, thank you. It's a lot of money. Yeah. No good. Let me see. $4. $4? Yeah. This one just need a little water, so it's will survive. Mình đi vô trong cái gì đó, thằng lô, nhưng mà nó không có bán cái gì đẹp hết mấy bạn ơi, cho nên nó
chị hái cho mua hết rồi. Để coi cái cây này màu hồng thì nó bán bao nhiêu. 10 đồng à, chứ mua ở đây 10 đồng, còn mình mua ở lô gì đó Home Depot nó có bán có 7 đồng hả. À, cây này thì cũng được á, cũng đẹp ấy. Đó, cái hoa thì nó to như thế này nè, nó phải to như thế này mới được, nó là 1 inch đó. Đấy, 10 đồng đại khái là cũng tạm tạm được đi. Có nhiều cái loại nó cũng rất là đẹp. Đó, nhờ mấy cái cây này nó, mấy cây mắc dịch này nó đâu có gì đáng đâu mà nó bán ơi, giá trên trời dưới đất 27 đồng một chậu thôi, mình không có thèm mua đâu. Đó, mấy cái cây này nó cắm cái hoa đỏ đỏ lên đó, là trên cái nhánh thanh long thôi, nó cắm cái hoa kia, nó ghép cái hoa kia, giờ mình thấy giống như nở cái bông rồi, mình không phải đó. Mấy cái này là nó sơn màu thôi, nó có loại zebra ấy, nó của nó rồi, nó sơn màu lên cái lá nguyên thủy của nó màu xanh này nè, nó sơn màu này màu kia lên, chứ nó cũng không phải là nguyên thủy cái cây nó màu đẹp được đó. Lisa nó cũng bắt chước nó sơn hay rồi nó sẽ gạt mình đó. Đơn giản chỉ mấy cây này mình cắm lại rồi nó cũng ra màu này màu kia. Như giờ như loại này đó, cái cây xanh này nó cũng đâu có gì đẹp đâu, cái nó bỏ vô cái loại sơn mai này nó vô đó, rồi nó cũng thấy nó đẹp đẹp. Còn cái cây này là cây đô la đó, mình thì mình thích cây lá dẹp này nè đó. Nhiều cây nhỏ với 4 đồng cái đó, nuôi vài tháng nó ra sùm hết à. Còn cái cây nhỏ lá nhuyễn nhuyễn như thế này nè, cây nhuyễn nhuyễn này đó là nhà mình cũng nhiều lắm đó, mình không có mua thêm nữa rồi. Thôi, mến chào mấy bạn ở đây. Mình cũng nhìn thấy cái loại cái cyclamen này nè, mấy cái cây này bây giờ nó cũng ghép nó ra những cái hoa này, nó cũng cái màu nó cũng lạ lạ đó, mình thấy cái màu rất là lạ đó, cái màu đỏ này nó cũng lạ nữa. Giờ nó cái cánh cái này nó kêu nó ghép cái hoa nọ, cái nhị hoa nọ với cái hoa kia nó ra thành một từng cái màu khác mà. Chứ bình thường nó là nó chỉ có màu trắng, màu đỏ và cái màu tím thôi, màu đơn thôi. Còn cái hoa này là nó hoa ghép nè, nó phối giống sau đó nó ra được vậy đó. Coi thử, mình xem thử coi cái cây của chị. Cây này là cái cây hoa sâm bụt đi. Sâm bụt của chị Hải đây nè, cái màu đỏ không, nó không có cái màu này màu kia. Thôi, màu đỏ thì mình không mua đâu, mình không thích hoa một màu. Đơn thân độc lạ. Isora 27 đồng một cây. Mau red. Cây hoa trang màu đỏ là mau red này thì nó bán 27 đồng một cây. Lúc trước một cây nhỏ thì nó bán 12 đồng 99 13 đồng á, chỉ mua cho dùng cho mình một cây. Ờ, cây này có màu cam đây nè. Sâm bụt màu cam. Rồi thôi mình xin ngừng ở đây. Ơ, cái cây này đây mình coi là cái cây gì. Bữa mình vấn về một con số đây nè. Cream the Mint Mock Orange, Grab Mock Orange. Bây giờ mình coi xem thử coi. Đây nè, Grab Mock Orange. Nó có cái Cream the Mint. Cream the Mint. Giờ mình xem thử coi nó là cái gì. Những cây đơn giản này nó tróc gốc như thế này á thì nó sẽ bán ra rồi. Thôi mình xin dừng cái clip ở đây, sao thấy nó đang thù lùi rồi. Rồi thôi mình đi ra, mình đi về, không có bán cái gì hết. Thôi nhường lại cho chị Hải làm chủ luôn nguyên một cái lô này nha, chị đi mua quá rồi bây giờ nó không thèm sale nữa đó. Rồi thôi, bye các bạn.